Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Khải em ơi. Và ngày hôm nay thì trước trận đánh thiên tử thì Khải cũng đã chuẩn bị Evan này nọ anh em ơi. Chuẩn bị anh Evan up cấp cho hạch này, cũng như là up thêm cho nó khỏe, cũng như là kiếm phi phong kỹ năng này nọ các kiểu cho ạc để đánh thiên tử nha nè. Đó, hôm nay thì cái Evan mùng 1 tháng 6 thì Khải có đọc sơ qua thông tin Evan thì nó cũng tương đương giống như những Evan khác, cũng không có gì thay đổi nhiều anh em ơi. Rồi, giờ chúng ta đi đổi xung. Đi đổi xung cái rồi anh Vân nhanh cho anh em xem thử được những gì nha nè. Khải đến đây đổi xung 26. Khải sẽ cần túi kẹo này nọ các kiểu. Rồi kèm với cái diều. Cái diều này là điểm tống kim nha nè. Mà 50k điểm tống kim sẽ có diều. Và còn mấy cái kẹo này sẽ túi Vân nguyên liệu ra. Thì hồi chiều Khải cũng mở đợi dành sẵn hết rồi. Cho anh bữa được 3-4 ngày thì cũng đủ nguyên liệu nè. Bây giờ mình cần 10.000 xu. 10.000 xu để anh Vinh thì tương đương khoảng 700.000 nè. 650 cho đến 700.000 cái Vinh này. Chúng ta cùng chờ đợi anh ra gì nha. Đây nè. Rồi. Giờ ép nè. Mở. Đây 10.000 nè. Mua búp bê nè. 1.000 cái búp bê. Rồi giờ đầu ép. Ghép hộp quà thứ nhất đặc biệt 1.000 cái. Rồi, dứt thôi. Ok nè, bây giờ chúng ta cùng chờ đợi thử ăn ra gì nha em ơi. Đây, let's go. Khui. Một cuốn sách, hai cuốn sách gì đây. Quà tuyển tập thiếu nhi nè, Mạnh Thạch Anh. Thiên Hú Lộ. Thiên Sơn, úp cấp nè em, úp cấp 122 rồi nè. Quán tử một thiệp kỹ năng. Kỹ năng. Thiên là Hán. Cái này thì Khải cũng tính sơ qua thì nó cũng giống như một những mua của Evan trước nè. Chủ yếu anh là kiếm lệnh bài nè, thiệp kỹ năng tiềm năng đỡ úp vô khỏi vị thọn nè. Gọi là lấy kinh nghiệm chủ đạo nè. Kinh nghiệm chủ đạo nha. Được một thiệp kỹ năng nè. Biết được nhiều không nè. Gần 400 cái này. Mới cái một thiệp thôi. Một tinh hồng. Mới cái này là Nguyễn Marisi lớn. Hai viên tinh hồng. Thiên Thấu Lộ, người đây, mảnh ngựa 3 vứt rồi. Mảnh 80 có giá nè. Hello, xin đi mẫn, hello Trần Sê Kê nha, hello anh em mới vô. Hello Trần Khờ, hello mọi người mới vô nha, anh em mới vô đỡ lại một lần hồ chơi nha em ơi. Anh Nguyễn Bình rồi đi học động nè. Hello Du Ri Huy, hello Phạm Trường Minh, hello Phạm Đặng nha. Hello Nguyễn Bình nha anh em ơi, hello anh em mới vô nha. Đã cái đăng anh Nguyễn Bình lỡ mùng quốc tớ thiếu nhi mùng 1 tháng 6 nha mọi người. Nhìn sơ. Ôi, gần đây trong cái này em ơi, một pháo, cái gì đây? À, cái pháo này đốt mà, đốt lá kinh nghiệm mà. Hai pháo. Gần đây trong cái này. Ôi. Ui, trời. Ok, qua Lâm An. Tiếp tục. Sư đội giang hồ. Cái này, vé số. Vớt. Vẫn chưa có gì luôn em ơi. Kỹ năng có một cái à. Một chung một không học từ đầu sơ sự kiện như vậy. Tiếp nữa mở thêm 50 túi bao lì xì nữa nè em. Hình hình nó ra phi phong kỹ năng này nọ nữa là ngon nha em. Chủ yếu là bao lì xì đó. Còn mấy cái này anh chủ yếu kinh nghiệm này. Khải vẫn chưa thấy cái gì cả. Thế là hán. Quế số quốc. Thế là anh cái này tiện hello Thánh Nguyễn em ơi. Anh này tiện up cho nó 200 sinh lực của dòng Evan nha anh em. Mảnh mục tiêu 2 xếp đồng bằng ok em ơi. Thị tinh. Trời ơi mà thật ăn mái này. Tiến thô 5. Tiến thô 6 à, độ tiến thô 5 tiến thô 6. Tiến thử có cái nào trúng không nè. Tiếm 56. Trời, tiếm 80 trúng rồi em ơi. Tiếm 56 vứt rồi. Tiếm 80 ngon. Nó nguyên dạng hàng hiếm. Ôi trời. Được hai con boss em ơi. Thực sự anh con boss rất là hiếm rồi em. Được hai con boss. Tiếm thấu lộ. Trời. Năm ô trống à, hết trò trống rồi. Phải gì phải vứt cho anh này. Chung lần này chắc là anh lỗ em ơi. Không lời rồi. Không lời rồi em ơi. Chưa hết mà thấy sắp mạch rồi đó.
Rồi ok, bây giờ Khả sẽ tính thử lời hiện lỗi cho em xem sơ qua nha. Chung là mấy cái này tính tính nhẩm thôi em ơi. Tiền thổ lộ này. Mấy bình? Một bình tiền thổ lộ còn 20 xu. 1 2 3 5 6 7 8 9 11 13 14 15 16 17 19 21 bình tiền thổ lộ. 21 bình tiền thổ lộ là khoảng 200 xu. À 200 xu. 15 hồng đồng em ơi. 200 xu to này. 10 kim mới thu được 200 xu thôi nè, 20 xu nè. Rồi, đồng ý 200 xu nè. Tiếp theo nè. 200 xu. Rồi anh em đợi tới nha anh em. Khải anh Nguyễn Bình đợi tới nha. Bây giờ Khải hoạt động tí tiếp tục tính cho anh em xem nha. Màn anh Nguyễn Bình em ơi, tiếp tục đánh màn anh Nguyễn Bình nha. Lúc nãy Khải được vài trăm xu rồi đúng không? Nhà nước thì được gì nữa. Nãy được 200 xu rồi, tinh hồng có thật. Rồi 200 xu. Ui. Chặt chỗ ok. Giờ chuyển qua cùng em đọc thử thu được gì nữa này. 20 xu đúng không? À 1 nè. Cái này 60 xu một bình nè. Cái này 20 xu. Rồi thì tính 20 xu, tinh hồng 150 xu. Còn được nhiêu này. Cái này được 100 xu. Toàn quá. Cái này hai viên này 30 xu. Cái xu này được 250 nữa, 350 nữa. Trời tính ra được 6 xu ra, tính ra được gần kim. Mình thua mới một kim thôi em ơi. Xong này đi boss rồi tính tiếp nha em. Một kim. Như này, xếp tinh hồng càng khôn, cắn càng khôn nè. Một kim nữa không, càng khôn vừa rồi được 3 kim là 4 kim em cắn nè. 4 kim. Ui, chụp người chứ dạ. Người cắn cả 3. Ok. Tính ra được 4 kim nha em. Thu được 4 kim nha. Đợi xong boss rồi tiếp tục quấn tiếp cho anh em coi nha. 4 kim. Giờ cứ đi boss đại á. Có đại nha, một set một bộ tinh may mắn 100% luôn. Vinh kinh nghiệm chứ. Rồi. Có mấy cái này vô anh em ơi, một kim. Được cái cá nhân. Boss. Boss anh em ơi. Qua thì sao anh em kia cố gắng chạy hết điểm nha anh em. Cố gắng chạy hết điểm nha anh em, đừng bỏ điểm nào nha anh em. Anh em nó gặp boss rồi buộc phải chạy hết luôn, tại vì một phái có thể ra hai con anh em. Ngày nào cũng nhắc là em cố gắng chạy hết, nhưng mà em của mình boss đại đang lâu lắm anh em, không gấp anh em, từ từ chạy qua anh em ơi. Em kịp con luôn năm. Ok ok. Anh em nào miết boss qua bên con mạnh thương lương anh em ơi. Này ACN là bậc chính thấy ghét quá, anh luôn. Ủa, nó 5 đập 10 rồi. Chú đâu giờ chưa lớp hả? Thiên nhẫn 6. Ok. Ăn xong thiên nhẫn 6, ủa chưa thấy con cái bang nữa anh em. Ăn xong thiên nhẫn 6 rồi qua thiếu 8 anh em ơi. Thằng nhân nhỏ nó mới đập 10 rồi đó. 14%, 14%. Hai nhân ngã ở đâu, hai ngã này anh em thấy đâu? Em đập 10, tháng đi, một thế giới á. Giờ qua nó đọc 10, qua nó đọc 10, qua nó đọc 10. Á à, biết thiệt, con trời nó chạy. Ờ chạy thiệt, đúng rồi. Đứng đây làm chính nha. Linh công đi, linh công đi, nó đọc 10, linh công đi. Ăn hai con ngang mấy với thiên nhẫn xong là về nha anh em ơi. Thứ 59 ok, thứ 59 ok. Ủa, thứ 59 với 8 là ừ, chân cánh không sao. Ủa má có, ờ à, có này. Nó lọc 10 anh em ơi, nó lọc 10 hay ngã anh em ơi. Thiếu 59 nhà anh Tán. Tờ là cái gì? Thanh Liên Tử. Thanh Liên Tử, thứ 8. Thanh Liên Tử, thứ 9, Thanh Tử, thứ 9, Thanh Tiệt Cô Lung 5. Thiếu 59 nhà anh Tiến, thứ 8 thôi nha. Đủ, đủ boss rồi đó. Làm mày y ngay 1. Ăn con thứ 58 chứ, làm mày y sao? À thứ 59 chứ anh em, xong này qua thứ 59 nha anh em. Lát vậy. Lát nữa luôn hả? Cứ giật mana là được, giật mana là được. Tiêu 2 mana là ok. 20%. Chết luôn. Chết. Anh oh, rồi. Qua bên thiếu 59. Thiếu 59 anh em ơi, thiếu 59 anh em ơi, thiếu 59. Nhiều tôi chết rồi anh em. Nhiều tôi đồ xác rồi. Có gì luôn.
Đội xe nó bún con chó luôn. Đó, có thiệp ban hội là được anh em. Trong này tốt tốt, không có gắt lắm anh em à. Có một hộp tiềm năng không lăn độ làm gì. Kiếm được món năng trên xuyên ra bên. Ít ra, ý anh Tùng nói ít ra anh Tùng không ăn ra một dòng. Anh Tùng ăn ra nhiều dòng, ok chưa? Vẫn có dòng à. Mấy người ăn lại một vòng thì nên coi lại. Không cứ ăn quá trời nhiều. Thứ làm chín anh em ơi, thứ làm chín anh em ơi, đẻ anh em ơi. Cộng con nhỏ. Đau quá anh em. Chứ là cái mới đại nó không đau quá qua lâu thịt. Tại nó kinh đau, lâu lâu nó cái gì lấy về biết kiếp à. Có hình xui à, đâu biết được. Qua lâu thịt thì giờ tại đi kinh ít có đại lắm. Ít cho chết kìa, trời ơi cho chết luôn. Không thấy AC nha. Con AC đang cung lôn rồi, cung lôn mặt con kia rồi. Con này bên mình đường môn nhiều mà, ăn con này khỏe. Cá một thằng ông chủ tới miếng xong rồi hình nữa nha, từ từ từ. Còn chết rồi, đồ chát rồi, anh yêu quốc nghe nè. Thấy không, thấy không, thấy màu đi. 40% rồi, giúp cái đường đi nè, giúp nó. Bộ đồ xét lên. Bộ đồ xét lên. Giang, nói giang. Bộ đồ xét lên. Tiếp rồi, giúp nó, nó nữa. Bộ đồ xét lên, mấy cướp này, bộ đồ xét lên em. Rồi, giúp nó nào, giúp nó nào. Bên mình không ạ? Bộ gầm 1 liền như đầu. Xong này qua Ngami nha anh em, xong này qua Ngami 1 anh em. Nó ăn Ngami rồi. Ngami chết. Còn con lung á. Ấm, hay. Nó vừa nhắc ra nó xong rồi, con lung ăn liền, ghê không? Bên vào rương mấy thằng này, con lung mấy? Con lung 5. Con lung 5. Con lung 5, con lung dưới tập trung, con lung dưới tập trung. Đang cũng lo luôn nha. Sẵn bấm phím 1, chia boss tiếp theo luôn nè. Làm nhanh còn thiên tử nữa. Nó chạy dưới rồi, nó chạy dưới anh em. Con lung 5 thì đương nhiên gồm cộng dưới anh em, gồm cộng dưới anh em. Bây giờ ai đang cầm cái lệnh bài đứng rồi, đứng đấy để bỏ bớt nữa, cầm lệnh bài thì đi ra khóc lệnh bài đi. Anh Tùng chạy gì leo con chó phát lệnh bài đi Tùng ơi. Rồi, em cho anh con thiên, em cho anh con Ngami với thiên nhẫn thôi. Ngami với thiên nhẫn thôi, rồi mấy anh em nào có tên thì giờ lệnh bài xong lên biết ăn bó tiếp gì đâu. Để trong thời gian này bỏ bó này cũng được, bỏ bó này mà. Ok anh em ơi. Vừa rồi thì đi tranh thủ mấy boss nó vui mà bỏ boss thì giờ đỡ Khải tiếp tục anh Vinh cho nó xong anh em ơi. Rồi anh em cũng biết thì mới thu được khoảng 4 kim đúng không? Giờ được rồi. Tính thử anh em thử tiếp tục nè. 4 kim. 4 kim mà được như đây. Con ngựa này được khoảng 500 xu, 4 kim rưỡi. Hai con boss này khoảng 600 xu nữa là 5 kim 1. Cái này khoảng 300 xu à, 5 kim 4. 5 kim 4. Nói chung là được ít cá nhân, khoảng 500 xu ở đây, khoảng 6 kim. Thu được khoảng tầm 6 kim rồi. Bây giờ Khả sẽ tiếp tục mở cái vật phẩm tiếp theo. Để thằng em còn vào đá thiên tử nè mày. 6 kim rồi đúng không? Bây giờ Khả sẽ mở cái gì lúc nãy Khả định mở 50 cái túi để cho nó. Đây 50 túi này nè. Thiếu nhi nè. Đây. Mở 50 túi nha nè. Từ từ trước khi mở Khả giao dịch cái này cho con nghe 10 à. Đây, một cái khác tất cả, một cái hai cái khác tất cả. Một khác tất cả này. Cái này bán cũng được mấy trăm xu nữa nè. Nói chung hai cái này cũng được hơn 500 xu. Coi như là mình xài. Nói chung là thu được 6 kim rồi. Úp được mới cấp lên được 6 kim rồi. Bây giờ tiếp tục là được gì nha. Rồi, khui tiếp này. Bỏ vô cái vô này. Rồi, anh tiếp này. Nhỏ đầu đến anh 50 cái túi này nha nè. 1. Này kiếm phi phong nè em ơi. Bất bỏ rương. Thì tinh. Phi phong kháng cả 10 này. Đó. Đá bất sáng. Thiệp. Thiệp tìm năng ok đang cần nè. Thêm được mấy trăm xu nữa nè. Thân phụ. Ô, bất bỏ rương đủ quá trời kìa. Chò. Ngựa. Nó rưng cho ngựa quá trời. Đó. Hàng về. Úi trời ơi. Hàng về. Ok. Bây giờ Khả sẽ đi được một phi phong 3 kim nha anh em. Kiếm anh mấy ngày đây? 25 được 3 ngày. Được phi phong 3 kim. Được 9 kim rồi. Tương đối là hò vốn không lỗ nha anh em. Đây. Dán sẽ vào kiếm anh em ơi. Đó. Nó phải dậy chứ. Một cái này. Một kỹ năng này. Thiên tử này. Đó. Đó. Bao danh này. Quá tuyệt vời.
Đó, phi phong. Được phi phong 3 ngày là nói chung là thu cũng được được 2 phi phong là tương đối rồi em ơi. Được hơn mấy kim rồi. Quá đẹp. Rồi, còn phi phong kia cho ông em ơi. Đủ 50 cái này. Kéo khả đưa bằng em ơi nha. Phi phong kháng cả 10 sẽ đưa bằng em ơi nha. Quá ngon lạnh cân đạo. Lời, không có lỗ nào. Được hai cái tiềm năng, một kỹ năng, một tiềm năng à? Kỹ năng đưa cho em ơi. Tìm kỹ năng đưa em ơi. Còn tiềm năng khải cánh. Rồi, tiềm năng đường môn khải cánh. Rồi, thắng ngay vô ạc em ơi. Đó, có phi phong em chơi em ơi. Ngon lành cành đào. Chưa nhảy chưa bị giành không? Thắng thắng có nghe like vô thắng ơi. Còn 5 hộp full em ơi, không khui được em ơi. Ở đó cho thằng thắng nó vô chơi nè. Ui, lực tài 8 cành đâm liền thấy chưa? Nó phải giỏi chứ. Nó phải chắc chơi vậy chứ. Giờ người thắng cả 3 nữa nè. Đó, Lâm Việt Phong kia đánh một cấp nữa. Khỏi chờ nè em ơi. Quá ngon. Rồi, ok. Con ngựa này đã đưa qua ông em ơi nữa rồi. Con My khả chơi chuyên kháng cả luôn nè. Rồi, thắng bạc luôn thắng ơi. Ok rồi đấy. Này là ok man rồi đấy. Anh Bình nhiều đồ quá. Bỏ từ lưu bằng bí hết. Em chịu khó cho em dọn rương nào đi thương tử em ơi. Sáng thì tình quá chậu quá đó. Rồi, vô ạt đi thắng ơi. Rồi, khả chuyển qua ngày 10 nha nè. Kháng cả 5 con, kháng cả 3. Cánh tìm kỹ năng cho ngày 10. Đó. Kim cương 3. Các bạn có thắng ơi, các bạn thắng ơi. Các bạn cứ về lấy lên bài đi xong giao bạc cho người ta cho có lên bài sẵn trong gương luôn cho dễ. Ok. Hướng dẫn lộn Di Khải là thanh ngáo đó. Di Khải thành thanh ngáo rồi em ơi. Thanh ngáo rồi. Quý phát đang đi công chuyện chưa vậy? Thắng ơi, vô bạc đường môn đánh thương tự thắng ơi. Giao dịch em một cái lên bài thanh. Không ăn bốn nha, xong là bỏ nha anh em, không ăn boss nữa nha. Đây đây. Đó, người uống anh em ơi, người uống anh em ơi. Hai cái. Được nhiều anh em. Hai cái. Ok. Rồi, còn đầu tôi. Rồi, quăng anh cái bên. Đầu tư lấy luôn nè. Tình thủ em lấy hai phi phong cho ngày 10 liền. Ngày 14 rồi anh em ơi. Ngày 14 thì ăn con này xong là anh em giải tán cho anh em. Giờ tập trung thiên tử nha. Ừ. Thắng ngáo nè. 75 thắng ngáo nè. Đặt vô. Rồi. Mới mở được cái phi phong kỹ năng những cái phi phong kháng cả 10 đủ cho hai hạt đánh luôn. Ngon. Akami này chưa có phi chưa phòng. Có được ạ. Hên quá có phi phòng không cả. Chưa ta. Chưa thấy một cái. Thằng kia mua bán phi phòng đấy, bán phi phòng tất cả kim kìa, mua tạm đi đi. Đâu ăn. Nó vừa trôi kìa. Vô đi em ơi. Vô đi thắng ơi. Anh đang ra phi phòng hộp lấy luôn ạ. 24 lẻ anh em ơi, ăn lẻ về thiên tử nè anh em ơi. Đừng có nôn kịp á em ơi. Thì kịp chứ, thế okay. Là kịp nhưng mà bỏ mấy boss kia đi không có cần thiết. Bữa nay không cần thiết. Xong nè. Xong boss ai giao rồi boss giao rồi. Còn ai mà có lệnh bài thiên tử rồi thì bài thiên tử trước luôn đi. Xong này anh em ơi, cứ gì nắm đọc giao dịch rồi boss nha. Nhìn nắm đọc nha anh em. Anh em mà thứ nhất là kiểm tra đồ rồi nè, coi là đồ mình đồ ok nhất chưa. Thứ hai là chỉnh lại auto. Đó, thứ hai là chỉnh nhảy hết, chỉnh lại lệnh. Sao đi kìa. Ok, để anh bảo ngay đây. Không, bảo anh Thành cơ. Là sao cơ? Không, anh Thành em tốt không? Nhất thì anh em gửi chết máy lại anh cái xong rồi chết auto lại đi, anh em ơi. Sao BB kìa, sao BB làm kìa.
Rồi, bữa nay là chắc ăn thiếu người á, nên mấy anh em cứ ăn từ từ. Em kêu vô, thiếu người vô nè. Quan trọng luôn á. Thiếu người quan trọng luôn. Rồi xả hết máu đi em ơi, xả hết máu đi, xả hết máu đi. Rồi, nêm độc giao dịch rồi, rồi boss luôn em ơi. Rồi, được rồi, xả hết máu đi, về về về. Ai nếu... lên bài thiên tử rồi, chuẩn bị sẽ đớp bạc đó đi. Nêm độc binh khí giao dịch rồi boss em ơi. Nêm độc binh khí giao dịch rồi boss em ơi, khai chốt. Giao dịch rồi boss khai ơi. Nêm độc binh khí anh ơi. Rồi, ai chưa có lệnh bài thiên tử lên tiếng cái bang luôn liền được. Nè, con ác thần đứng qua bên Nguyệt Lão này cho dễ nè, đứng đây hồi liên một cục không biết đường là bên bài. Còn cái này bay xuống nhặt nè, à, lộn lao xuống nhặt nè anh Khải ơi. Rồi, nói chung là phay rồi, anh Yvan tốn kém khoảng 10 kim anh em ơi. Và Khải thu lại được mười mấy tỷ kinh nghiệm. Là up được một cấp hơn cho, gần một cấp cho đường môn á. 122 mấy chục phần trăm anh em. Với lại Khải thu được hai phi phong là cảm giác thấy lời mọi người. Nói chung là bỏ 10 kim mà ra những phi phong là tầm này rất là quan trọng anh em. Tìm không ra luôn anh em. Nên là Khải cảm giác là ok anh em ơi. 10 kim mà thu lại cũng tương đối 10 kim anh em. Nói phi phong kháng cả này tốn khoảng 1 kim đi. Rồi phi phong kỹ năng 3 cấp quên 3 ngày. Kỹ năng 1 cấp thì cũng 3 kim nữa nè. Tiền tương đương khoảng đủ. Nói chung là tiền thu đi thu lại tính sơ sơ nhầm nhầm cũng hơn 10 kim. Nói chung là vừa họ không lỗ nha mọi người. Rồi ok. Đó có thêm 2 kỹ năng cho ngày 10 nè. Đó còn ít hôm nữa Khải sẽ cánh dùng dập thêm tiềm năng nữa cho ngày 10 cũng như là bên đường môn. Rồi cảm ơn em đã theo dõi video vừa rồi nha. Anh Vinh mùng 1 tháng 6 khá là ok nha nè.